Cho thêm một lát chanh vào nồi luộc trứng sẽ giúp ích bất ngờ. Sau khi biết mẹo hay này, thế nào bạn cũng áp dụng ngay và luôn. Luộc trứng là một việc làm rất đơn giản nhất quả đất. Thế nhưng, bạn có từng gặp trường hợp trứng luộc xong lại khó bóc vỏ không? Thậm chí bóc vỏ được rồi thì một phần lòng trắng cũng bị lở loét, trông rất mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chanh theo cách này thì sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bóc trứng đấy. Cách luộc trứng dễ bóc vỏ. Đầu tiên, bạn cho trứng vào nồi luộc bình thường. Sau đó bạn cắt một lát chanh và cho vào luộc chung với trứng. Khi trứng chín, bạn vớt ra và tách vỏ thử xem. Vỏ trứng rất dễ bóc, thậm chí tách ra cả nửa quả cũng nhanh gọn thế này. Như vậy, chỉ với một thao tác đơn giản, bạn có thể giải quyết được vấn đề rắc rối lúc nào cũng gặp khi luộc trứng rồi nhé. Vừa tiết kiệm thời gian bóc vỏ mà việc bóc vỏ cũng dễ dàng hơn. Trứng sau khi được bóc vỏ cũng trơn láng và đẹp mắt. Trên đây là mẹo vặt luộc trứng dễ bóc vỏ. Hy vọng video sẽ giúp ích được cho các bạn. Nhớ đăng ký theo dõi kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống để xem thêm nhiều video hữu ích khác nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Mến chào và hẹn gặp lại.